Điên rồi. Nhiều fan nào mà cứ chọc cho anh Hải, nhìn anh Hải chạy chỗ vào mình chọc luôn cho anh Hải học Đức kìa. Chạy tránh bổng đấy. Hay lắm. Nhìn người ta chạy chỗ mà nó phất luôn. Hay lắm. Đá. Ô. Ô. Hay đấy, cố gắng. Toàn ơi. Thôi cứ đá tốc độ chậm lại vì mình đang bọn cho nghỉ con thứ hai. Đức ơi, em đá thấp hơn Hiến tí. Không, đá giữa, đá giữa. Đá giữa. Em đá giữa. Ồ. Thôi đây, 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 nghỉ một đây. Nghỉ đi. Mưa xong bây giờ mới hôi.